Nếu là người quân tử, Trịnh Xuân Thanh sẽ luôn cân nhắc để không phạm pháp, vi phạm đạo đức, cũng như không đổ lỗi trách cứ người khác mà không nhìn lại mình. Trịnh Xuân Thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc PVC, là bị cáo phải nhận 2 mức án tù chung thân trong 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, PVC, và vụ án tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, VPLAN. Trịnh Xuân Thanh cũng là bị cáo thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận, không chỉ mức án bị cáo phải nhận do hành vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong 2 vụ án trên, mà còn là thái độ của bị cáo trong các phiên xét xử 2 vụ án trên. Trước phiên xét xử sơ thẩm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN, và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, PVC, nhiều người vẫn nghi ông Trịnh Xuân Thanh dù đã thực hiện những hành vi vi phạm nhưng vẫn được xem là đấm nam nhi, đại trượng phu, dám làm dám chịu. Có ý kiến còn cho rằng Trịnh Xuân Thanh hào sảng, quân tử, nhưng khi phiên xét xử vụ án trên diễn ra, Trịnh Xuân Thanh đã bộc lộ là một con người khác khi không nhận tội và liên tục đổ lỗi cho cấp dưới. Dù bị cáo đã nghe VKS cùng các đồng phạm, nhân chứng đưa ra hàng loạt chứng cứ lời khai, info graphic bản án dành cho Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, như việc bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận 4 tỷ đồng tiền tiêu Tết trong vụ ô án trên, bị cáo Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch cho biết, được bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên phó tổng giám đốc PVC, và Vũ Đức Thuận, nguyên TG PVC, gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền tiêu Tết. Bị cáo Lương Văn Hòa khẳng định nhận được cuộc gọi của Nguyễn Anh Minh, trong điện thoại nghe rõ giọng chắc chắn là bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị TGPVC, nói cho tao 4 đồng. Dù cho các đồng phạm khẳng định có cuộc gặp tại phòng Trịnh Xuân Thanh, thế nhưng Thanh sau đó một mực phủ nhận bằng lý do lâu nên quên, và gần Tết âm lịch thì phòng bị cáo lúc nào cũng có người. Tại vụ án VPLAN ngày 24 tháng 1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh lại một lần nữa diễn lại việc chối tội, đổ tội cho thuộc cấp khi trả lời hội đồng xét xử về việc nhận vali 14 tỷ từ Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh đổ vấy cho lái xe anh Toàn đã nhận chứ không phải mình nhận. Lúc ấy tôi mắng lái xe ngay là tại sao chưa hỏi ý tôi mà anh đã nhận tiền đó do lái xe nhận không phải tôi nhận, bị cáo Thanh nói tại tòa. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn phủ nhận tội tham ô tài sản bị Viện Kiểm sát VKS cáo buộc, và bức xúc cho rằng bản thân cảm thấy như đang bị đầu tố tại phiên tòa. 2 năm qua, bị cáo như con ngáo ổ, Trịnh Xuân Thanh ví von và cho rằng cáo trạng của VKS đang quy chụp và coi thường các chứng cứ của vụ án khi cáo buộc bị cáo phạm tội tham ô tài sản. Người ta đưa tiền cho bị cáo đã trả lại mà VKS vẫn đề nghị bị cáo mức án chung thân. Trịnh Xuân Thanh nói, theo Khổng Tử, người quân tử luôn khoan dung, không thù hận người khác. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn có sự tình nào đó chất chứa ấp ủ, luôn cảm thấy người khác không đúng, xã hội không đúng với mình, cảm thấy người khác hơn mình là không thể chịu được nên luôn toan tính. Xét từ câu nói của Khổng Tử đến diễn biến phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh tại 2 vụ án trên, dễ dàng đối chiếu và hiểu Trịnh Xuân Thanh là quân tử hay tiểu nhân. Nếu là người quân tử sẽ không xem trọng lợi ích, không kết nối bè phái với những người có cùng tư tưởng mục đích với mình để làm những điều sai trái, hại người, hại mình. Nếu là người quân tử sẽ luôn cân nhắc để không phạm pháp, vi phạm đạo đức. Kẻ tiểu nhân làm mọi cách để giành được lợi ích cho bản thân. Chỉ có kẻ tiểu nhân hèn mặt mới luôn nhìn vào người khác để đổ lỗi trách cứ người khác mà không nhìn lại mình. Nếu là người quân tử, Trịnh Xuân Thanh sẽ không nhanh chân bỏ trốn và dẫn cả vợ con đi theo khi những sai phạm của mình bắt đầu bị phanh phui, để rồi nói lời cuối. Ở cả 2 phiên tòa, Trịnh Xuân Thanh phải nước mặt giàn giụa xin sau khi có án thì được về gần với vợ con, nếu có chết thì chết trong vòng tay vợ con. Không ai có thể tin nổi, một Trịnh Xuân Thanh từng
làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc PVC, một Trịnh Xuân Thanh từng làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang lại có lúc phải giả ngô nghê pháp luật. Đến thế, tới đây, bị cáo sẽ có thời gian dài để nghĩ về những việc mình làm cũng như nghĩ lại phẩm chất, đạo đức cần có của một người đàn ông để cố gắng cải tạo, sau này nếu có lúc được tự do sẽ là người có ích cho xã hội và gia đình bị cáo. Nguồn kiến thức.